Hello mọi người nha. Để mà thực hiện cái video này thì Bi đã ủ từ rất 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 lâu rồi luôn á các bạn. Và ngay cả khi Bi tiến hành đặt cái món hàng này về rồi, Bi vẫn phải chờ đợi nó trong một khoảng thời gian rất là dài luôn. Thì nhưng mà không sao, Bi đã nhận được nó rồi đây. Trời ơi, em yêu của Bi một cái sản phẩm khá là to luôn các bạn. Đây chính là một cái iMac 21.5 inch sản xuất năm 2020. Bi đặt cái sản phẩm này đó là trên Shopee. Trời ơi, phải nói là đặt từ chủ nhật mà tới thứ ba tuần tiếp theo mình mới nhận được, khá là dài luôn. Cái đơn vị vận chuyển này nè, nó bị thiếu người sao á. Sản phẩm này á Bi mua ở Shop Đăng. Shop Đăng là đại lý ủy quyền của Apple ở Việt Nam ha. Đây là hàng mới chính hãng, lần đầu tiên được bóc siêu một con hàng chính hãng từ Apple. Đó, ở phía sau nè là các bạn Bi đã chuẩn bị cho cái iMac rồi đó. iMac thì đặt trên Shopee nhưng mà các bạn thì đặt trên Tmall giao rất là nhanh luôn, đặt sau một tuần mà nhận trước một tuần. Đây hàng còn nguyên siêu niêm phong của shop nha, shop đông nè các bạn thấy không, táo 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 authorized reseller, nhà bán lẻ được ủy quyền rồi. Không biết bắt đầu từ đâu, cái nào là trên cái nào là dưới luôn. Trời ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu khám phá cái cách mở hộp. Trước giờ Bi rất là thích những cái sản phẩm mà nhỏ nhỏ xinh xinh, tại vì nó không có chiếm diện tích các bạn. Nhưng mà riêng đối với cái này đó, Bi thích nó phải to thì nó mới đáp ứng được nhu cầu của mình. Tèn 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 tèn. Ở ngoài chỉ là một cái hộp giấy bìa các tông thông thường thôi, để ở bên trong em nó là một cái thùng hộp trắng đặc trưng của Apple. Nặng quá. Quên được, không không có kéo ra vậy được. Đây dưới nó bự hơn. Mở này ra. Cái phần ở bên dưới nó bự hơn nè. Nó. Trời ơi. Nhìn nè. Đó đã chưa? Trời ơi. Trời ơi. Úi cha, sản phẩm á thì hỏi chứ shop ơi sao shop có dùng hương liệu gì không mà sao biết có. Sao em thấy nó có cái mùi gì rất là dễ chịu, mùi hương rất là dễ chịu, thơm thảng phất mà làm cho mình quên đi những cái mệt mỏi muộn phiền của ngày tháng dài chờ đợi hàng về. Cái mấy bạn biết shop nó làm sao không? Chắc là mùi hàng mới đó anh. Chứ shop không có dùng thêm cái hương liệu gì hết. Trời thấy cưng ghê không? Rồi còn hỏi là anh gì Bi nói là tại vì em muốn biết cái hương đó là cái gì để em mua về xịt phòng cho nó thơm để tăng thêm phần hưng phấn, thì shop lại nói để mà hưng phấn tốt nhất thì đặt thêm một cái iPhone 13 đi. Trời má. Đặt xong thì mang nợ luôn. Đây nha, đó chỗ cái màn hình đầy màu sắc. Tôi thích nhất là cái kiểu dáng này luôn á. Đây, trên đây thì có chữ iMac này các bạn. Mặt sau luôn nha, là hình dạng của em nó. Nó ngoại hình em nó ha. Đây, Apple. Thông số kỹ thuật nó ghi trên đây nè. Màn hình rộng 21.5 inch. Tỷ lệ 16:9. Đây là 16:9 là tha hồ của YouTube luôn. Cái này là full bộ thì nó sẽ có đi kèm với lại Apple Magic Keyboard và Apple Magic Mouse. Macintosh Steam Different. Nè, đây còn siêu nè. Chú cha, bóc cái lớp siêu này. Mũi tên. Sẽ bóc lớp siêu. Rồi sao nữa? Mở nắp này ra. Ôi mùi, cái mùi rất thích cái mùi này luôn. Đặt xuống. Tèn 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 tèn. Shop đụng rất là chắc chắn nha. Cởi giờ xem. Sẽ lấy cái hộp này ra trước nè. Đây. Đây một cái hộp vuông này, tôi nghĩ đây là bàn phím các bạn. Gọn gọn gàng vậy luôn á, chỉ có cái màn hình siêu bự với lại một cái hộp này với lại một cái cọng dây vậy thôi. Bây giờ cho em nó lên bàn nhé cưng.
các bạn. Trời ơi, thấy chưa? Trời đã lên là vừa luôn, vừa khít luôn. Trời ơi, mùi thơm. Giờ mình sẽ tiến hành bóc xíu mang hơn. Rồi, các bạn chuẩn bị chờ đón siêu phẩm. Ô, ở bên trong còn một miếng bóng quẩy là cần cái kìa. Đồ. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Đây thì sẽ xoay ra ở phía sau cho các bạn xem nha. Em này để đây đi từ từ. Trời ơi, ai mẹ ơi, em đẹp, mà em đẹp kinh dị luôn. Đấy, phía sau em đấy nè. Không. Chỗ gắn tai nghe có đầy đủ cổng kết nối nè, tai nghe hãy nhớ USB, USB-C, Thunderbolt hả? Hình như vậy, không biết. Và nguồn, rồi công tắc đâu? À, công tắc nằm đây nè, trời ơi, không có nhiệt kỹ hả? Đó, bây giờ mình sẽ ghim cái chuôi nguồn vô. Ghim cái chuôi nguồn vô. Đấy, đút cho cái lỗ này, chẳng phải nó thiết kế của Apple. Mang tính chất siêu đẹp, siêu tiện lợi. Đó, vừa khắc giống luôn. Lắp đổ trống cho em nó. Và cái này thì mình sẽ ghim vô cái ổ điện ở trên đấy. Đó, thiệt vời chưa? Bây giờ tới phần review cái hộp trong đây có những gì. Đương nhiên là sẽ phải có chuột cái bàn phím cho mình xài hộp. Chú cha. Trời ơi. Thơm nữa. Trời ơi, con chuột nằm gọn gàng nè. Nó nằm gọn gàng một bên luôn. Đó. Cái bộ này không là cũng mấy triệu nha các bạn. Wow. Dẫn cáp lightning. Đó, trời ơi, cái bàn phím nó quá gọn gàng luôn. Con chuột nữa. Thiệt vời chưa? Rồi có gì trong đây nữa không? Bây giờ mình sẽ bóc siêu bàn phím nha. Trời ơi, nhìn nè, đẹp chưa? Cho thôi. Còn má ơi, nó đẹp từng cm luôn. Hàng xịn có khác nha. Đấy, đây là siêu của bàn phím nè. Đây là siêu của chuột. Chuột và bàn phím không dây, không biết kết nối cái kiểu gì. Trời ơi, logo Apple nè. Siêu đỉnh. Cái này cổng sạc. Chú sạc đi cho em. Không. Chắc vậy. Ồ. Rồi cổng này là gì nữa? Chú chạy ơi. Ồ, cái này là chắc là cái miếng lót chuột nè. Không có hình Apple nè. Mình chắc cũng không cần thiết đâu. Nên là miếng chỉ đặt hộp thôi. Miếng lót chuột có logo của Apple. Thôi nhìn là hai con chuột. Một chờ một giật luôn. Bạn sẽ chọn con chuột nào? Đương nhiên là con này rồi. Trời ơi. Này để mở bên. Đây, hướng dẫn sử dụng. Trời ơi, sticker của Apple. Cái sticker huyền thoại. Phụ kiện iMac. Đó, các bạn thấy gì chưa? Đèn xanh nè, bật cái đèn xanh nè. Cái này không có công tắc. Bàn phím không có công tắc. Công tắc trước đây. Đây là bật. Ủa này đèn hay là gì trời, không hiểu. Wow. Trời ơi. Đẹp vời lờ. Trời ơi, chết mất. Đẹp chết mất. Cái dây sạc này thì mình sẽ để ở trên đây nhờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn ơi, sau một khoảng thời gian set up các kiểu thì em nó cũng lên rồi. Thì em nó cũng lên rồi ha. Cái này á có khá là đẹp luôn á, nhưng mà có một điều là khi mà chân cần chạm đất á thì nó sẽ bị tê tê. Rồi bây giờ lần đầu tiên xài iMac cũng chả biết làm gì luôn. Không biết xài như thế nào á. Cái này chắc là mình phải có thời gian để mà mình tìm hiểu thêm. Nhưng mà theo quán tính thì mình sẽ vào kênh YouTube của mình để mình xem và trải nghiệm nó như thế nào nha. Trời, cái màn hình này mà giải trí và học tập thì còn gì bằng luôn. Cái trải nghiệm mà gõ phím ở trên đây nó cũng khá là tuyệt vời luôn các bạn. Bàn phím dây chuột tự động kết nối ha, kết nối qua Bluetooth. Đây. Đây. Những ai mà chưa đăng ký kênh của Bi thì hãy vào đăng ký nha. Đây, có một cái video mới gần đây. Đánh gì đấy? Mình chưa có biết xài đâu mấy bạn. Đây là lần đầu tiên mà bị xài iMac luôn á. Không biết có đủ phần mềm này kia kiểu để mà mình làm không, chắc là mình phải cài thêm ấy. Trời, đây mà lướt Facebook nữa, sướng luôn. Trời ơi, để bây giờ bây thử kết nối Bluetooth với cái loại. Ok Google, pair Bluetooth device. Sure, to connect, open Bluetooth settings and look for the device called B-House. Rồi, mình sẽ thử kết nối với Bluetooth, lo Bluetooth như thế nào nha. Đây, có bị sao nhỉ. Kết nối loại. Đó, kết nối với loa rồi các bạn. Nó nước kìa. Trời ơi, chết hắn nè. Xuân chưa. Skip đi. Đây, video của Bi đây. Rồi, Bi đã kết thúc video tập hợp như là review nhanh sản phẩm iMac 21.5 inch phiên bản 2020 nha các bạn. Về chi tiết kỹ thuật thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên trên mạng internet, hoặc là có thể coi những cái video review chuyên nghiệp của các anh chị reviewer. Tại vì Bi không có rành về kỹ thuật. Đây chủ yếu là Bi trang bị cho mình một cái sản phẩm để mà có thể hỗ trợ cho Bi trong cái quá trình làm việc, làm YouTube, nghiên cứu thêm kiến thức cũng như là giải trí. Đây là thành quả của cái việc mà Bi đã để dành tiền tiết kiệm, có nghĩa là Bi đã không uống trà sữa trong vòng 1 năm, không uống trà sữa trong vòng 1 năm các bạn. Khi mà làm việc ở nhà đó, Bi tiết kiệm được tiền xăng nè, tiền trà sữa, tiền ăn. Thì ví dụ như mỗi ngày mình tiết kiệm được 100.000 thì sau 1 năm mình đã có hơn 30 triệu để mình sắm một cái thứ gì đó mình cần ha. Đây, cái sản phẩm này thì Bi mua với giá là 25.200.000 đó, khá là tuyệt vời luôn đó. Với cái màn hình như vậy thì mình sẽ không có cần phải có thêm một cái tivi để mà xem phim làm gì hết. Câu trên đây càng tuyệt vời hơn. Màu sắc thì nó nói là khá là nhiều màu, mấy triệu màu, mười mấy triệu màu đó, không cần phải mua thêm tivi đâu các bạn. Bi cũng có suy nghĩ là về việc cân nhắc giữa việc mua MacBook với lại iMac, thì Bi nghĩ là mua iMac nó sẽ tuyệt vời hơn, tại vì mình sẽ có được cái màn hình đẹp và lớn, và nó sẽ giúp cho cái không gian của mình sẽ trở nên sang trọng hơn. Với lại mình làm việc trên cái màn hình bự thì nó sẽ khá là tuyệt vời, nó không có mỏi mắt. Bất lợi là mình sẽ không có di chuyển được. Nhưng cái việc mà mình quyết định mua một cái máy tính bàn là mình đã quyết định ngay từ đầu là mình sẽ để nó ở một chỗ cố định, không có cần phải di chuyển nhiều giống như mua MacBook các bạn. MacBook các bạn có thể xách đi ra quán cà phê, các bạn có thể đi mọi nơi. Tuy nhiên, cái nào mà nó dễ di chuyển, nó mang tính chất di động, thì cái rủi ro bị hư, bị rớt hư, vỡ bể màn hình, hoặc là bị ai đó tiện tay lấy mất của mình, hoặc là giật mất của mình, thì nó sẽ càng cao hơn. Đó, cho nên là đây, Bi quyết định, sau bao nhiêu cân nhắc, Bi quyết định có cái này để phù hợp với nhu cầu của Bi hơn. Bi rất thích ở nhà để làm việc, trong lúc chờ đợi sản phẩm về thì Bi đã làm được một cái bài thơ ngắn để sẵn đây Bi chia sẻ cho các bạn ha, góp vui cùng các bạn một chút. Mong là sẽ làm cho đời các bạn nhẹ nhàng hơn, vui tươi hơn. Các bạn cùng nghe bài thơ mới của Bi nha.
mỗi ngày đều lướt Shopee, rằng sao lâu thế hàng đi chưa về. Mua hàng ta nói nó phê, chờ hàng nó lại lê thê thôi rồi. Shopee cũng đã push rồi, vendor đổ lỗi thiếu người tội ghê. Bi đây nào dám trách chê, chỉ là lâu quá đam mê nguội dần. iMac đã đặt cả tuần, lò nướng cũng sắp 4 tuần chẳng hay. Xăng sale vẫn cứ mê say, mua được hàng rẻ thấy hay ho nhiều. Nhiều khi cũng phải đánh liều, mua nhầm hàng rỗng, lắm điều thị phi. Yên tâm đã có Shopee, ai mè gian dối Shopee cấm liền. Rồi mình sẽ được hoàn tiền, lại vào ngay app mua liền hàng sale. Trong cuộc đời của Bi thì Bi mua mọi thứ trên online. Khi mà có nhu cầu mua gì Bi đều ưu tiên lên mạng để tìm kiếm. Tại vì nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình khá là nhiều, mình sẽ không phải di chuyển đó. Và mình chỉ cần chờ đợi thôi. Nhưng mà cái thời gian chờ đợi gần đây do mùa dịch thì nó hơi bị lâu một chút xíu đó. Cho nên là có nhiều lúc Bi cũng mua phải những cái hàng dỏm, hàng kém chất lượng. Tuy nhiên chính sách đổi trả hàng của Shopee, Tiki đồ rất là tốt, cho nên các bạn yên tâm ha. Khi mà nhận hàng thì các bạn phải quay lại sản phẩm, bóc hộp, review để làm bằng chứng, để mình có thể làm việc với Shopee. Và Shopee luôn đảm bảo quyền lợi của người mua hàng đó. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một tuần đầy sức khỏe.